Ngày hôm qua khi mà xuất hiện tại cái buổi thẩm định nhà của Hồng Loan đó mọi người, thì Chí Cảnh được cô chú anh chị chào đón giống như một ngôi sao như vậy đó mọi người. Và Chí Cảnh được rất là nhiều anh em YouTuber á cũng chào đón. Chí Cảnh cảm thấy rất là vui luôn đó mọi người. Và Chí Cảnh rất là cảm ơn Hồng Loan. Cảm ơn cái drama này đã mang Chí Cảnh đến gần với mọi người hơn. Và nhờ cái drama này mà Chí Cảnh được rất là nhiều cô chú anh chị biết tới. Và đặc biệt rằng những cái người mà yêu thương Chí Cảnh á, là những người lớn tuổi nè, rồi những người kiểu đã có một cái sự trải nghiệm, đã có một cái quá trình sống trải sự đời đó mọi người, chứ không phải là những cái người trẻ tuổi bồng bột nữa. Cho nên Chí Cảnh cảm thấy những cái khán giả của mình á, những cái fan mà yêu thương mình là những người cực kỳ có chất lượng luôn đó mọi người. Chí Cảnh rất là cảm thấy rất là vui luôn á. Và ngay từ nhỏ thì Chí Cảnh rất là ước mơ trở thành một diễn viên. Chí Cảnh rất là thích đóng phim và Chí Cảnh có cái đầu óc sáng tạo đó mọi người. Chí Cảnh có cái khả năng mà sáng tạo, sáng tác và Chí Cảnh có thể làm đạo diễn được nữa. Chí Cảnh là một cái người rất là hài hước á. Thật ra thì Chí Cảnh cũng rất là thích trở thành một diễn viên hài đó mọi người. Nhưng mà kiểu Chí Cảnh không có cơ hội, cũng như là mình không có quen biết á, mình không có mối quan hệ, mình không có điều kiện để trở thành một một diễn viên. Chứ thật sự mà nói thì Chí Cảnh rất là thích làm diễn viên, rất là thích đóng phim luôn đó mọi người. Nhưng mà cái con đường nghệ thuật thì giống như kiểu mình không có duyên, mình không có được tổ đãi, và đặc biệt là giống như kiểu mình không có một cái sự nâng đỡ nào đó, mình không có bén duyên với nghề được đó. Chứ trong lòng của Chí Cảnh thì Chí Cảnh rất là thích thích đóng phim mọi người, mình rất là thích trở thành một diễn viên đó mọi người. Ngày hôm qua khi mà Chí Cảnh đến thì ngay lập tức Chí Cảnh giống như kiểu được một cái sự chú ý rất là dữ dội của cô chú anh chị rất là nhiều luôn. Và có rất là nhiều cô chú á, giống như kiểu hồi trước giờ Chí Cảnh chưa bao giờ gặp mặt á, nhưng mà khi mà gặp thì cô chú anh chị đó tay bắt mặt mừng và trao nhau những cái ôm mà Chí Cảnh cảm giác như là thân thuộc từ lâu rồi đó mọi người. Giống như nó không còn là một cái sự xa lạ nào hết. Ngay lập tức khi mà gặp là mình cảm thấy vô cùng thân quen, vô cùng thân thiết luôn. Thì đó có thể là giống như những cái người mà cùng ủng hộ cho Hồng Loan á, ủng hộ cho Chính Nghĩa, thì khi mà gặp nhau thì ngay lập tức là nhận ra nhau và rất là vui vẻ luôn đó mọi người. Chí Cảnh rất là cảm ơn điều đó. Và có vẻ như đây là lần đầu tiên mà Chí Cảnh được mọi người yêu thương và chào đón đến như vậy. Chứ thật ra thì cái con đường mà làm cái kênh của Chí Cảnh đó, nó rất là gian nan luôn đó mọi người. Chí Cảnh đã làm cái công việc này bắt đầu từ 2020 á, nhưng mà nó gặp rất là nhiều chông gai. Tại vì Chí Cảnh lựa chọn cái con đường mình đi á, nó cũng rất là khác biệt so với mọi người nữa. Giống như kiểu Chí Cảnh thì thường xuyên lên tiếng để mà vạch trần những cái điều mà xấu trong xã hội đó. Và mọi người cũng biết rồi, những cái người mà xấu á, thì họ rất là giàu, và khi mình nói tới họ đó thì mình gặp rất là nhiều cái rủi ro luôn. Ngày hôm nay thì Chí Cảnh được mọi người biết tới, mọi người ủng hộ như vậy, Chí Cảnh cảm thấy rất là vui. Và Chí Cảnh cảm thấy là mọi cái sự nỗ lực của mình nó đều đã được đền đáp đó mọi người. Rất là nhiều cô chú anh chị thương yêu Chí Cảnh, gặp Chí Cảnh rồi chụp hình rồi đó, Chí Cảnh cảm thấy rất là vui luôn á. Và Chí Cảnh luôn biết ơn vì điều đó. Thật ra thì có rất là nhiều người nói với Chí Cảnh rằng á, là mỗi ngày đều xem clip của Chí Cảnh á, xem mà đến nỗi mà không có ngủ được luôn mọi người. Giống như kiểu coi coi tới thứ khuya luôn á, Chí Cảnh cảm thấy rất là mừng luôn á. Và có rất là nhiều người nói với Chí Cảnh rằng á, khi mà xem clip của Chí Cảnh thì cảm thấy bớt bớt bị buồn á mọi người. Giống như kiểu Chí Cảnh hay làm trò đó cho mọi người cảm thấy vui á. Thật ra thì cái cách làm của Chí Cảnh thì Chí Cảnh muốn á là mình lên tiếng á, mình lên tiếng nhưng mà mình cũng phải mang lại một cái sự vui vẻ.
mang lại một cái sự vui vẻ cho người xem clip, chứ chí cảnh không có muốn là mình phải nói những cái từ mà giống như kiểu mình coi clip mà mình tỏ một cái thái độ nó quá căng thẳng, thì chí cảnh không thích như vậy. Chí cảnh luôn luôn theo đuổi cái phong cách là coi cái clip của mình thì nó vừa vui nè, nhưng mà nó cũng vừa đã nè, nó truyền tải được rất là nhiều cái điều vui vẻ trong đó. Và cái điều đặc biệt là Chí Cảnh thì không có thích làm sử dụng những cái từ ngữ mà nó không có hay. Chí Cảnh luôn luôn cố gắng làm sao để cho cái clip của mình nó vừa thể hiện được những cái mà nó mình muốn nói nè, rồi thêm nữa là nó vui vẻ. Thì chính vì cái phong cách đó thì Chí Cảnh nhận được rất là nhiều cái sự thương của mọi người đó. Mọi người cảm thấy rất là vui đúng không? Mọi người có thấy là Chí Cảnh hài không mọi người? Hôm qua Chí Cảnh rất là vui luôn á cô chú anh chị. Đây là cái góc quay mà của một cái anh YouTuber á, thì ảnh quay từ trên cao xuống đó. Thì khi mà Chí Cảnh xem cái clip này đó, thì Chí Cảnh thấy là giống như mình giống như một cái ngôi sao như vậy đó mọi người. Mình đã đủ sức tỏa sáng khi mà mình đứng ở trong một cái nơi đông người đó, thì mình rất là nổi bật luôn á. Thật ra thì bây giờ Chí Cảnh mới gầy dựng được tên tuổi của mình thì có vẻ như nó đã quá trễ rồi mọi người. Giống như kiểu bây giờ Chí Cảnh cũng đã già rồi, cho nên là có thể thì cũng sẽ không có giữ được cái phong độ giống như hiện tại đâu mọi người ơi. Cho nên là Chí Cảnh cũng cảm thấy rất là lo lắng, là không biết là mình có giữ vững được cái sự yêu thương này nữa hay không. Bởi vì một cái người làm kênh giống như Chí Cảnh á, thì cái sự cố á, nó luôn luôn mà rình rập á mọi người. Giống như Chí Cảnh rất là lo sợ là bây giờ mình được nhiều người yêu thương á, nhưng mà giống như một ngày nào đó không may mình xảy ra một cái vụ việc gì đó thì mình bị quay lưng á, cho nên Chí Cảnh cũng cảm thấy rất là sợ. Nhưng mà Chí Cảnh luôn luôn cố gắng giống như kiểu bình tĩnh và kiềm chế, và mình phải phải suy nghĩ và mình phải đắn đo trước khi mà mình phát ngôn cái gì á, là Chí Cảnh luôn luôn cân nhắc. Và Chí Cảnh là một cái người chịu tiếp thu và cũng như là sẽ ngay lập tức xin lỗi nếu như mà mình á gây ra lỗi lầm gì đó, thì Chí Cảnh là một cái người sẽ xin lỗi ngay lập tức. Chí Cảnh không có cố chấp à mọi người. Thật ra thì Chí Cảnh luôn luôn chiều theo mà sự ủng hộ của cộng đồng mạng á, giống như kiểu mình không có muốn đi ngược lại với cộng đồng mạng. Không phải là mình không có chính kiến hay là mình không có đủ lý lẽ, nhưng mà Chí Cảnh nghĩ rằng số đông thì chắc chắn là người ta sẽ có rất là nhiều cái người giỏi trong đó, cho nên là mình không có được phép đi ngược lại. Và Chí Cảnh có một cái điều mà Chí Cảnh muốn nói với cô chú anh chị á, là trong cái hành trình mà làm kênh của mình á, thì gần như là Chí Cảnh đơn độc một mình á. Chí Cảnh không có được quen biết với những cái kênh khác hoặc là những cái anh chị khác, giống như kiểu mình tự làm đó, một thân một mình đó mọi người. Cho nên kiểu cũng gặp rất là nhiều khó khăn luôn á. Mình không có được sự giới thiệu hay sự hỗ trợ của bất kỳ ai hết á. Cho nên cái con đường của Chí Cảnh đi á, thì nó rất là chậm. Nó rất là chậm và nó không có được may mắn á mọi người. Hôm qua khi mà Chí Cảnh đến thì có một số cô chú anh chị hỏi là sao Chí Cảnh không vào bên trong đầu này nọ đó. Nhưng mà có nghĩa như mà mọi người nghĩ rằng là chắc là Chí Cảnh cũng là một cái người quan trọng gì đúng không? Nhưng mà thật sự mà nói thì Chí Cảnh chỉ là một người bình thường thôi mọi người. Mình chỉ là một người bình thường, mình tới mình ủng hộ chị Hồng Loan thôi. Chứ Chí Cảnh kiểu mình cũng không có phận sự á, mình không có phận sự cho nên mình đâu có vào bên trong được. Cho nên là Chí Cảnh lên tiếng thì thật ra đó, Chí Cảnh đến với cái drama này thì đầu tiên là Chí Cảnh rất là ủng hộ Hồng Loan. Chí Cảnh muốn lên tiếng để mà cho những người mà kiểu sức yếu á mọi người ủng hộ cái đúng. Và đồng thời Chí Cảnh tới thì Chí Cảnh cũng rất thích thích được mọi người ủng hộ nữa đó mọi người. Cho nên là Chí Cảnh tới thì Chí Cảnh nhận được rất là nhiều
cái nhiều điều được lắm mọi người, rất là được luôn á. Cho nên Chí Cảnh muốn gửi một lời cảm ơn chân thành đến chị Hồng Loan, cảm ơn rất là nhiều.